năm câu chuyện cuộc sống quen thuộc như những câu chuyện đời thường nghe mà mắt ngấn lệ. Câu chuyện thứ nhất, chị ở quê lên. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 này cũng vậy, Hoàng bàn với vợ con, nhà mình sẽ ở lại Hà Nội, đón bắt hàng lên chơi, bố muốn nhớ lại những ngày Tết độc lập năm bố bằng tuổi thằng Cu Ken này. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, cứ gần đến Quốc khánh 2 tháng 9 Hà Nội lại đông vui hơn hẳn. Người ta kế về Hà Nội bằng đủ phương tiện. Những chuyến tàu hỏa từ Mạng Yên Bái, Lào Cai hay Lạng Sơn bất gian xuôi về. Những chuyến xe ca từ Nam Định thanh hóa ra. Hà Nội, những ngã ấy rộn rã hẳn lên. Cờ đỏ sa vàng, băng rôn khẩu hiệu treo trên phố. Các công sở cơ quan, chăn đèn kết hoa. Những năm đó, bất kể là năm chẳng hay năm lẻ, đi cuối lễ duyệt binh tại quảng trường Ba Đình. Sau đó, đoàn quân đi qua các phố chính trong tiếng quân nhạc hùng tráng. Và buổi tối ngày Tết độc lập, pháo hoa nở bừng trên bầu trời thành phố, in xuống bóng nước hồ gươm trong tiếng đàn, tiếng hát vang lên từ sân khấu ngoài trời dựng trước cửa ngân hàng trung ương, chỗ phường hoa Chí Linh. Quốc khánh 2 tháng 9 là ngày hội thực sự của toàn dân. Dịp ấy, nhà nào cũng có khách, bọn trẻ con trong khu phố khi gặp nhau, câu chuyện thường xoay quanh các vị khách. Bác tao ở Phú Thọ về, bao nhiêu là chuối, có cả chuối khô ngọt lừ. Để chứng minh, thằng Quang chì miếng chuối khô bằng ngón tay trỏ, dính mật màu nâu đỏ, cho mọi đứa cắn thử một miếng bé xíu. Ngày mai, bác tao mới lên, bác tao đi tàu thủy cơ. Mai mẹ tao bảo, cho tao đi xích lô ra đón bác, thế nào cũng có quả mít to đùng cho xem. Hoàng vừa nói, vừa giơ tay diễn tả để lưu bạn hình dung độ to của quả mít. Đã hơn nửa thế kỷ, Hoàng vẫn còn nhớ rõ những cảm xúc ngày thơ bé khi được ra bến phà đen đón bác từ quê lên. Gần nhà có một bác xích lô quen, mẹ đã dặn từ hôm trước, tầm giữa chiều bác qua đón hai mẹ con, bao giờ chiếc xe cũng được soạn sửa tinh tươm. Tàu thủy đi từ Thái Bình lúc sáng sớm vì ngược dòng trong mùa nước nên phải tầm 4 năm giờ chiều mới tới Hà Nội. Có khi còn muộn hơn. Thật hồi hộp khi có ai đó kêu to Tàu lên rồi. Lúc ấy, Hoàng thường cố dỗ theo con tàu từ xa, mới đầu nho nhỏ, sau to dần. Khóa nhất là lúc chị Hằng, người bao giờ cũng đi cùng với bác xuất hiện ở mạng tàu, đưa tay vẫy vẫy, gọi thật to. Hoàng ơi, chị đây! ông bà ngoại sinh được ba người con, hai gái một trai. Cậu lại mất sớm, còn mỗi hai chị em gái nên mẹ Hoàng với bác rất thương nhau. Mỗi năm, dịp 2 tháng 9, bao giờ bác cũng lên Hà Nội, còn mẹ hay cho Hoàng về quê ngoại ăn Tết nguyên đáng. Thích nhất là lúc được ngồi giữa mẹ với bác trên chiếc xích lô. Chiếc xích lô lúc đi thì nhẹ nhàng, lúc về lặt lè những gió, bị thúng, toàn những quà quê. Đã thế, bác xích lô còn gác một tấm ván ngang thành xe để chị hằng ngồi phất phẻo trên đó tay ôm khư khư giỏ trứng gà lót trấu những ngày bác với chị hằng lên chơi là những ngày thật là vui bắt lên mang bao nhiêu là thức ăn na hồng chuối ổi vườn nhà có gì bác đều dành dụm để mang lên làm quà món hoàng mê nhất là niêu cá kho ủ trấu ăn những con riết con bóng khô còng như nụt cả xương không sợ hóc cô hoàng cứ thắc mắc không biết bắt kho thế nào mà tài như vậy Xuống nữa là những ngày ấy có chị hằng mấy chị em đều được miễn việc nhà nấu cơm rửa bát quét nhà và quần áo chị hằng tranh làm hết tất cả giống như hồi chị hằng còn ở với bố mẹ chị bảo để chị làm ngắn một cái là xong với lại làm cho đỡ nhớ có chị hằng nên bố mẹ cũng dễ tính hơn cho phép mấy chị em đi tàu điện lên bờ hồ ăn kem và bách hóa tổng hợp xem hàng hóa. Sáng sớm 2 tháng 9, chị gọi cả lũ dậy thật sớm, mua cho mọi đứa một cái bánh mì ba tê, rồi ra xí chỗ xem duyệt binh trên phố Trần Hương Đạo. Buổi tối cơm nước xong, mấy chị em lại lên bờ hồ xem bắn pháo hoa, xem ca nhạc. Vui là vậy, nên khi chị với bác về lại quê ngoại Thái Bình, cả lũ, nhất là Hoàng, ngẩn ngơ mất mấy hôm. Chị Hằng là con một người bà con xa với mẹ Hoàng. Nhà đông con, ông bà cho chị Hằng lên ở với bố mẹ, chủ yếu là trong Hoàng. Lúc ấy vừa đầy tuổi tôi, cơm nước chợ búa đã có bác giúp việc lo. Tính chị mau mắn, nhanh nhảo nên bố mẹ Hoàng rất quý, coi như con cháu trong nhà, không phân biệt kể ăn người ở. Sau này, phần do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phần sợ mang tiếng, bố mẹ Hoàng cho bác giúp việc về quê chỉ còn chị Hằng lo việc nhà vì lúc ấy Hoàng đã lớn có thể đi mẫu giáo chị còn ở với gia đình Hoàng vài năm nữa về quê nhưng năm nào cũng vậy cứ 2 tháng 9 là chị theo bác lên Hà Nội được ít năm thì chị đi lấy chồng một anh bộ đội phục viên anh chị lấy nhau đẻ một thôi bốn đứa con vừa trai vừa gái anh người hiền lành ăn ở với bố mẹ Hoàng như một chàng rể mỗi khi lên chơi anh hay dành làm những việc nặng từ thông cống huyết mạng nhện chẻ củi riêng đối với hoàng anh chị coi như đứa em ruột thịt mỗi lần gặp nhất là khi hoàng đi bộ đội về vào đại học hễ gặp là anh hay chị lại dúi cho ít tiền để mà cắt tóc hồi hoàng cưới vợ anh chị lên trước mấy ngày tha lôi đủ thứ từ gạo nếp gạo tẻ và cả một lòng gà nhiều lúc Hoàng cứ nghĩ, chẳng biết với những gia đình khác thì thế nào, nhưng với gia đình anh, từ lúc còn bố mẹ đến vợ chồng anh và bây giờ là các con anh, chị Hằng luôn là người ruột thịt. Lý do vợ chồng Hoàng đón chị Hằng lên chơi dịp 2 tháng 9 này là vì họ sắp chuyển nhà. Căn nhà nằm sâu trong ngõ, có mảnh vườn nho nhỏ, giờ đây đã trở nên quá rộng với hai vợ chồng. Các con đã phương trưởng, mỗi đứa đều có cơ ngơi riêng. Họ muốn bán căn nhà, chia cho con cái một ít, còn đâu thì hai vợ chồng dưỡng già. Ăn hết nhiều, ở chẳng bao nhiêu. Một căn hộ ở chung cư, mọi sinh hoạt đều ở một mặt bằng là thích hợp. Nhà đã có khách mua, thời hạn giao nhà đã chốt. Hoàng muốn đón chị lên chơi lần cuối ở ngôi nhà mà hai chị em đã có nhiều kỷ niệm. Tiếng là lên chơi Tết 2 tháng 9, nhưng suốt mấy ngày, chị Hằng chẳng chịu đi đâu. Chị bảo, nhớ em, nhớ cháu thì lên, chứ pháo hoa với duyệt binh ca nhạc, chị xem bao bận rồi còn gì. Những ngày ở chơi, chị Hằng hay kể chuyện ngày xưa. Chị cười phô hàm răng chỉ còn mấy chiếc, mà kể cho cả nhà nghe chuyện lột hết quần áo để cô Hằng trần trùng trục lê la trên vỉa hè. Chị thì tha hồ chơi thuyền, nhảy lò cò. Gần đến giờ bố mẹ đi làm về, lôi em ra mái nước công cộng tắm rửa cho sạch sẽ, mặc lại quần áo tinh tươm nên lúc nào cũng được khen trong em giỏi. Lanh quanh bao giờ cũng lại về chuyện bố mẹ, chị cứ bảo không bao giờ chị quên ơn bố mẹ, gây dựng cho chị như con cháu trong nhà. Vui miệng thì chị khoe, nhờ mẹ giữ hộ tiền, lâu lâu lại mua cho chị vàng nên lúc về nhà chồng chị có được cái vốn kha khá. Chị còn bảo Dạo này chị hay mơ thấy bố mẹ Chắc là sắp theo các cụ rồi Sáng ấy sau khi ăn bát xôi lúa vợ Hoàng mua về Hai chị em ngủ chè xanh ngoài hiên Tự nhiên Hoàng rưng rưng Bán nhà này em chỉ tiếc cây mít Cậu rõ lẫn thẩn tiếc gì chả tiếc Có lẽ em lẫn thẩn thật Cơ mà cây mít này lấy giống từ vườn nhà bác ở quê Chị mang lên trồng Năm đó bối quả lần đầu Mẹ cứ nhắc con hằng chẳng lên mà ăn Cậu lại làm chị nhớ bố mẹ rồi Chị Hằng lấy vạt áo chấm nước mắt. Hai chị em cứ chuyện trò thủng thẳng cho đến non trưa, lúc vợ Hoàng đi chợ về. Ngắm người chị đang ngoài 70, chợt Hoàng giật mình. Làm sao mà chị Hằng lại giống mẹ anh thế? Cũng cái dáng hiền lành, tần tảo mà nhanh nhẹn, cũng nếp khăn tà áo ấy mặt cũng lạ mấy chiếc áo cánh của mẹ hoàng giữ lại đưa cho chị suốt bao nhiêu năm chị vẫn mặc chị còn khoe chiếc áo dài lụa của mẹ chị vẫn giữ cẩn thận và dặn con gái khi nào tao đi theo bà thì mặc cho u vợ hoàng thì bảo chắc chị ở với mẹ lâu thật lòng quý mến nhau nên mới giống như vậy riêng hoàng bằng những trải nghiệm của mình từ những kỷ niệm bao nhiêu năm qua anh tin rằng tình cảm tốt đẹp có thể nảy sinh giữa những con người vốn không cùng dòng máu như gia đình anh với chị Hằng. Tự nhiên, Hoàng lại nghĩ đến những ô xin thời nay. Câu chuyện thứ hai Hoa ly Nét hoành, nét tỏa, tự nhiên mà như sắp đặt nhờ bàn tay và con mắt thẩm mỹ nhà nghề. Hoa ly dáng yêu kiều, đẹp quý phái, sang trọng, và tỏa hương. Hương hoa ly thơm đậm đà, chân thật, mà phương giả quanh quốc, như thật như mơ. Thơm thế, nên bó hoa ly rời cửa hàng hoa, đặt trong giỏ xe máy rồi, mà vẫn có con ông vo vo bám theo. Chưa tới khi, chiếc xe máy của Thao dừng lại ở ngã tư Kim Mã, khách sạn Nêu War, Có lẽ vì ở đây ủng tắc đông người quá, con ông mới chịu ba đi. Buổi chiều, vào giờ tăng tầm ủng tắc đã là chuyện thông lệ, nhưng hôm nay, sao ủng tắc khiếp thế, ủng tắc ở những ngã tư giao cắt, ủng tắc ở cả những đại lộ, những giải đường một chiều và ở cả những con phố nhỏ. Hỏi ra thì mới biết, hôm nay thành phố có mấy cuộc họp quốc tế quan trọng, nhiều đường phố phải cấm để nhường cho xe của khách. Cháu ơi, đừng chen lên nữa cháu, cái chăn bông buộc ở sau xe cháu để lên bó hoa ở giỏ xe của cô rồi đây này cháu xin lỗi cô, cũng là do cháu sốt ruột quá. cô ơi, liệu đoạn đường này tắt còn lâu không cô? cô cũng không rõ, cô cũng đang sốt ruột đây. mẹ cháu đang nằm cấp cứu ở bệnh viện cô ạ, à. nghe nói đường đội cấn cũng cấm, thế thì không biết bao giờ cháu mới đến được với mẹ cháu đây. không còn là nghe nói nữa, nửa giờ sau thoát khỏi chỗ ắt thích nọ. Cả Thao và cô bé có mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện phải dừng lại trước một khối người xe đen đặc ở đoạn đường bắt vào con phố có tên một chiến binh yêu nước. Đèn đường đã lên, mặt đất tối sầm, vòm trời là một cái vùng úp chụp xuống, đen ngòm, lại lắc rắc mấy hạt mưa. Nhìn bó hoa ly đã kém sắc tươi, Thao liền vòng tay lái theo cô bé có mẹ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, rẽ vào một con ngõ nhỏ, mở lối thoát. Trời À, sao bây giờ là 11 giờ đêm mày mới đến hả Thao? Thôi rửa chân tay đoạn cơm, tao vẫn đợi đấy. Khoan đã, lấy cho tao lọ hoa. Mai quá, năm sáu tiếng đồng hồ rồi mà hoa ly chưa héo. À, lấy cho tao chậu nước đã. Con khỉ, tiền đâu mà mày mua hoa ly thế hả? Thao thở thào thào, cuối cùng thế là cũng đến đích. Cuối cùng thế là cũng đã ra khỏi cái bát quái trận đồ cái ngõ nhỏ càng đi càng tối mò, càng rối rắm và không có lối thoát. Cuối cùng thì cũng đã đến được nhà Hương. Dẫu lúc này đang là những giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật lần thứ 55 của nó. 55 tuổi, cả hai tóc đã bạc xác, trán, má, đuôi mắt đã nhăn nhiều, không khéo đã thành bà già cô đơn cả rồi. Có đứa nào đến nữa không Hương? Cái kiến ngã, gãy cổ xương đùi cái Linh nằm viện vì huyết áp. Cả trung đội thanh niên xung phong bám trụ ở ngầm ông phôi hồi chiến tranh, giờ chỉ còn lại bốn đứa chúng mình thôi Thao à. Khổ thân cái kiến cái Linh. Thao thoát một hơi thở nhẹ và cố kiềm nén để không khóc hòa. À. Vì lúc này trên cái bàn la liệt các món ăn, bó hoa ly đã được trao chuốt và cắm vào chiếc lọ pha lê sáng trắng. Những bông hoa ly miệng lê hình chiếc loa kèn, mộc mạc mà vẫn kêu xa, tỏa hương nồng đậm, thơm nứt cả không gian căn buồn chật hẹp, đượm hơi ấm của hai người đàn bà. Chết thôi, làm cái gì mà cổ bạn linh đình thế hả Hương? Hương đang lúi húi trong bếp, nghe thấy tiếng thao liền đi ra. Trên tay một lúc hai đĩa, một nộm hoa chuối và một gà xé phai. Không ăn hết thì mày ở lại đây, ngày mai ăn tiếp. Tội gì mà bóp mà bóp miệng khổ cả đời rồi. Thao cúi xuống lục từ trong túi ra một hộp sô-cô-la, hương quát. Thế mà còn kêu người ta hoang. Tiền đâu mà lắm thế? Tiền thưởng. Điêu chưa? Đang là giữa năm, ma nào thưởng? Khai ra đi. Này, hay là của cái lão trưởng phòng mê cờ đến quên cái ăn cả ngủ đấy? Vớ vẩn. Còn duyên kẻ đó người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặt lòng. Nhưng mà trần đời quả thật, mình chưa thấy lão nào mê cờ đến thế. Ai lại có bận gặp được đối thủ ngang thân. Lão chơi liền một đi một ngày. Chơi xong, nhìn sang bên cạnh. Thấy ba suất cơm cấp dưỡng đơ bên cạnh. Mới nhớ là mình chưa ăn từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay. Rõ người đời. Mê cờ thấy có khi quên cả lấy vợ luôn. Thì đó. Hai người cùng ngồi vào bàn và cười rúc rích Vì nghe Thảo kể chuyện về lão trưởng phòng mê cờ quên ăn quên ngủ. Lão bảo muốn biết môn cờ quan trọng đến thế nào thì nghe anh kể đây. Thời cổ đại, hai nước ở vùng Trung Đông hiện giờ có hai ông tướng tranh giành đất đai đến mức đem hai đạo quân khổng lồ đi choãn nhau. Một lần giáp mặt nhau, một ông bảo Trước khi so tài vũ lực, hãy đọ sức về trí khôn đã thì đem bàn cờ ra đây. Ông kia chấp nhận, kết quả là hai ông ngồi vào bàn cờ. Kết cục là đánh hết ván này đến ván khác, không phân thắng bại. Một tuần qua, một tháng qua, vẫn thế. Binh đính ngồi chờ chán chê, rút cuộc, bỏ về làm ruộng đất. Và thích là hòa bình thế giới được phản hồi. Xem ra, cũng vào loại lẻo mép đây. Hương bình, thao trời môi. Còn phải nói, lão bảo, đấy là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ, em có biết không? Nhân loại hiện có 6 tỷ người nếu như có được một tỷ người chơi cờ mê cờ như anh tức là có được một tỷ người có trí tuệ phát triển siêu đẳng thì thế giới sẽ không còn khủng hoảng tài chính nghèo đói và khủng bố nữa nghe cũng có vẻ có lý đấy nhỉ hưng gật gật đầu nói rồi hất tay thôi bây giờ vào cuộc của mình đi uống gì thao đáp cho tao nước suối hưng gắt không được tao mua cả thùng tay gơ để ế à tối nay phải sai sai rồi ngủ đây với anh em yêu ạ à. thao cười lại nhớ cái lão cầu thủ hối rửa mặt rồi phải không ai biết được thôi ăn đi nào chạm sang năm cuộc sống sẽ vui hơn nhiều may mắn hơn hai chiếc cốc chạm đánh kèn thao ngửa cổ nước suối trôi vào họng lạnh rùng mình nhăn mặt thao gấp một miếng nộm nhìn xuống đã thấy bác đã đầy ụ lên có ngọn nào giò, nào thịt gà, nào bít tết. Hoa ly thơm quá mày ơi. Hương này, không hiểu sang năm bằng giờ này thì thế nào nhỉ? Thế nào là thế nào? Bỏ dở miếng thịt ráng trên đầu đũa định gấp cho bạn. Hương quay lại nhìn Thao. Thao nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩ là cái đoạn đời còn lại của mấy cô gái già cả tuổi trẻ lăn lóc trong bơm đạn ở chiến trường vẫn còn có điều bất ngờ. Nhưng chẳng lẽ chỉ là cái bất ngờ như chuyện cái kiến ngã gãy cổ xương đùi và cái linh nằm viện vì căn bệnh cao huyết áp. Kỳ cùng chi lý nữa là sẽ có một đứa nào trong bọn bỗng rẽ ngoặt vào một lối đi mới như là xuống thấp vào chùa chẳng hạn. Nhưng mà đã gọi là bất ngờ thì thế cũng là bất ngờ chứ sao? Sao? Định bỏ cuộc hay sao đấy? Đột ngột hương ngẩng lên, soi sói cái nhìn vào cặp mắt đen thăm thẳm của Thao khi Thao bỗng dưng đặt đôi đũa xuống ra bàn ăn và với sắp chí ăn đưa lên chấm nhẹ nhẹ hai bên khuế miệng. Ôi Thao, một cặp mắt không biết già, đôi khuế môi tươi tắn và hãy xem cách Thao gấp miếng rau, chấm miếng thịt, nhai miếng cơm, lao khuế môi, nhẹ nhàng tinh tế, duyên dáng lắm. Học ăn 5 năm, học mặt cả đời, vào bữa không mời, hết bữa không vô phép cơm là một nhai miếng cơm không ngậm miệng là hay. Thứ ba nữa, múc canh mà trong bát cái thì để ngửa là ông bố mắng cho chí chết. Lạ sao, hồi ấy giữa bơm đạn bời bời mà trong bữa ăn còn kể lại chuyện ấy như nhớ về một kỷ niệm thiêng liêng. Và sau một ngày hì hụi đào quả bơm nổ chậm, kề bên cái chết, bụi bậm hơi bơm ám đầy mình, lại liếu ríu rủ nhau vào rừng tìm quả bột kết cổ đầu và véo phong điệu cò lã dân ca thì có phải con gái bao giờ cũng vẫn là con gái không phụ nữ bao giờ thì cũng vẫn là phụ nữ cả bây giờ cũng thế thôi như hoa không có tuổi tác như cuộc sống như hương hoa ly thơm ngát như mộng như mơ không thôi là thôi thế nào thì ăn hộ tao cái đùi gà này đi để đấy mình sẽ ở với cậu đến thao nói đầu lắc lắc để rủ hai vạn thúc ra phía sau, giơ tay xem đồng hồ. Giờ Hương mới nhận ra, Thao mới làm lại đầu và trong khóe mắt lấp lánh một niềm vui đang muốn được bày tỏ. Quả nhiên, Thao bỗng với tay nhón một lon bia tiger bật nắp, đổ ổng ọc ra hai chiếc cốc rồi đưa cho Hương một. Uống đi, rồi mình kể cho cậu nghe một câu chuyện hết sức lãng mạn. Chà, chuyện ly kỳ ha. Rất thật, chính là cái lão mê cờ ấy đấy lại là, là lão dở hơi ấy à lần này thì mê mẩn cờ đến mức lăn ra ốm luôn ốm lăn ốm lóc rồi được đi an dưỡng ở bờ biển nha trang về tự dưng đến tao tặng tao một chuỗi ngọc trai rồi bảo anh có câu chuyện hay lắm muốn kể cho tao nghe được không ôi trời nhưng mà hương ơi hương thử nghĩ xem có thể tin được không nhé cả hai cùng như rơi xuống một cái hố thật sâu của chốn vô thanh và hương là kẻ ngơ ngác đầu tiên khi ngước lên nhìn bạn với câu hỏi nhưng mà là chuyện gì cơ chứ chuyện là thế này lão kể ngày thứ hai nghỉ ở bãi biển nha trang anh đang đi dọc biển chơi thì gặp một con cá vàng mắc cạn anh liền cứu nó bằng cách đưa nó xuống nước thật không ngờ trước khi về với biển cả con cá vàng ngô lên mặt nước nói với anh rằng Tôi là con vua thủy tề, tôi có nhiều phép lạ, biến không thành có, vậy cho anh một điều ước để có được như ý muốn. Chả biết nói gì, anh liền bảo. Tôi sắp sĩ 60 rồi, chỉ vì mê cờ, ham mê việc đem lại hòa bình cho thế giới và phát triển trí tuệ mà quên lấy vợ. Giờ chỉ ước về nhà thì đã có sẵn một bà vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh đang chờ ở nhà. Rồi sao nữa? Anh về đến nhà, lão kể tiếp, thì em có biết thế nào không? Thế nào? Thì gặp em ra đón. Trời, vỡ ra một tiếng reo sung sướng, hưng bật dậy, nhau sang phía bàn thao ngồi, ôm chầm lấy bạn và rung lắc một hồi, giữ tiếng kêu nghẹn. Chà, cái lão mê cờ, đúng là đầu óc lão này thuộc loại siêu đẳng thật rồi. Rồi sau đó, khi thao lập đi lặp lại câu hỏi, có thể tin được không cái lão mê cờ lẻ mép này? Hương à, có thể tin được một câu chuyện lãng mạn như thế không? Thì Hương nắc nởm và câu nói này dưới vào câu nói nọ. Tin được, hoàn toàn có thể tin được. Thao ơi, tin được lắm chứ. lúc nhẹ một hơi, Hương tiếp tiếng nọ lắp tiếng kia. Cũng như chuyện tớ kể cho cậu nghe sau đây này là cái lão cậu thủ già đầu hối mà cậu cứ gán bằng được với tớ ấy cái lão cầu thủ đội hối ấy ngay hôm qua lão lại đến tớ đưa vé cho tớ đi xem trận đấu của đội lão với đội cựu cầu thủ sài gòn lão bảo cứ mỗi lần ra sân thi đấu nghe tiếng khán giả reo hò anh lại nghe thấy tiếng em rõ ràng là tiếng em tiếng của em thật thánh thót và vang ngần ở trên khán đài a lãng mạn không nhưng mà tại sao lại không tin được nhỉ tại sao lại không thể tin được có một câu chuyện như thế nhỉ ôi cái cuộc đời đa tạp bộn bề ca nghiệt mà cũng nhiều mơ mộng bay bổng đến cao xanh thúc nhiên hai người bạn gái bỗng nhìn nhau cùng nhỏ nhẽn cười cho đến lúc cả hai cùng giật mình và thao vội kéo từ trong túi sách tay ra chiếc điện thoại di động tiếp đó vừa ngó qua tên người gọi đã bấm nhẹ vào phím tắt rồi quay lại vòng tay ôm ngang lưng hương rủ rỉ lão cứu con cá vàng mắc cạn ở bãi biển nhà trang đấy kệ đi cho lão chờ sáng mai tớ mới về trên bàn mười đó hoa ly rung rinh thật đấy rất thật mà cũng huyền ảo lãng đãng như trong mộng trong mơ câu chuyện thứ ba đến kỳ hoa nở tôi là con cả lấy vợ rồi ở ngôi nhà kế bên nhà mẹ em gái thứ hai lấy chồng xa em thứ ba cưới được ba năm ở ngôi nhà đối diện nhà tôi, cậu em trai út ở cùng mẹ trong nếp nhà cổ đê phong. ba ngôi nhà quây cụm trong một không gian rộng bình yên, khá lý tưởng trong nếp làng ngoại thành chưa bị xâm thực nặng bởi đô thị hóa. dù vậy mẹ và em út vẫn ăn ở chung với vợ chồng tôi. từ ngày cuối cùng của năm cũ đến mồng năm tháng giêng, mẹ muốn cả nhà em thứ cùng ăn chung, đó là một nét đẹp. tôi nghĩ vậy nhưng dù có hai cô con dâu ở bên cạnh thì mẹ vẫn dành phần nhiều công việc chuẩn bị về mình. Hai cô con dâu chỉ lo con cái, còn cổ bàn cũng chỉ sắn tay phụ giúp. Dẫu bận biệu nhưng mẹ vẫn bảo, cả năm một lần Tết sao có thể làm sơ sài được. Mẹ là người hoài cổ, vợ chồng tôi hợp với mẹ, còn vợ chồng cậu thứ thích phóng khoáng. Đón Tết trên từng cây số nơi các vùng rừng rú chả năm nào chịu ngồi yên ngay năm đầu về làm dâu thủy tiên vợ cậu thứ đã ráo giảm bớt cho chúng con các cụ phải đi nhận họ để còn lên đường mẹ ạ chồng nó cũng thêm vào đúng đấy mẹ ạ giờ tết nhạt lắm giá được có thì hơn mẹ phật ý buồn mất hai ngày tôi phải động viên là bọn trẻ nó nghĩ thế thôi chứ không ác ý gì đâu mà buồn mẹ cứ làm những gì mình muốn chúng nó muốn đi đâu mấy ngày đó thì tùy mẹ gật rồi nói nhưng mà chúng nó cũng phải tôn trọng cái gia đình này tôi lựa lời nói với em trai chúng ta lớn rồi có gia đình riêng có con cái phải tôn trọng mẹ mẹ làm vậy cũng vì để đại gia đình đón xuân vui vẻ em thứ vân hợp tính vợ chồng cậu thứ là cậu út từ ngày nó đi du học về làm việc trong nước đi ra ngoài động đến cái gì cũng chơi ổng chơi ẹo nào phố thì chỗ nào cũng chật bụi bặm nào là người ta đón xuân rườm rà lãng phí và mua sắm tốn kém nó bảo mẹ cái nhà ông gì bên hàng xóm đã mua quốc rồi đào lại còn tha đủ thứ hoa kiển cầu kỳ ở nước ngoài người ta không thế mẹ quở anh thì lúc nào cũng so sánh khập khiển sống đầu quen đó chơi đừng thấy ai cũng chê thì con thấy chưa văn minh. Mẹ quát, này nha, cái chốn chưa văn minh này đẻ ra anh, nuôi anh lớn bằng ngần ấy đấy nha. Đừng tưởng học được mấy cái chữ Tây Tạo về đây, cô thường mọi thứ. Bận đó, tôi cũng phải xen vào, đẩy em út ra, mẹ đừng để bụng, tuổi trẻ mà. Năm nay, từ đầu tháng 12, mẹ đã săn xá nói chuyện đón xuân, ý chừng những năm trước chuẩn bị vẫn chưa chu đáo. Mẹ đặt mối mua bốn đôi gà đồ yên thế ở tận Bắc Giang, bảo dành hai đôi để làm quà biếu, rồi đặt chú cân hàng xóm ba cân giò lụa, đặt câu anh ít dưa hành, khoai tây và miếng. Ngoài vườn, mẹ trồng thêm rau mùi, xà lách để phục vụ các con ăn lẩu. Thủy Tiên bảo, mẹ đừng cầu kỳ, chỉ mệt. Bọn trẻ chúng con giờ thấy Tết rất bình thường, mẹ giảm được cái gì hay cái đó. Mẹ hơi giỏi, Ai mà chả biết các anh chị tân tiến Rồi lại dịu Nhưng mà cũng phải làm cho đàng hoàng đủ món Mẹ muốn các con duy trì nền nếp như cũ Thủy Tiên thở dài Mẹ quay ra hiên Ngoài hiên gió heo hút Em dâu thứ của tôi đặc biệt thích hoa Thủy Tiên Không hiểu vì cô nàng mang tên loại hoa ấy Hay có điều gì hợp Mà năm nào cũng mua một bình Thủy Tiên Đặt trên bàn trong tổ ấm nhỏ của mình Năm nay cô nàng lại mua hoa đúng ngày ông công ông táo nói là tặng mẹ đặt lên bàn trong nếp nhà cổ mẹ nhìn những nụ thủy tiên trắng muốt căng mộng đầy sức sống thì vui lắm con dâu thứ đã biết mua hoa tặng mẹ cơ đấy tính mẹ tôi là vậy có thể nhọc xác phục vụ phụ, bỏ công bỏ việc nấu nướng chăm sóc các con nhưng các con phải biết trân trọng mẹ mới vui tôi hiểu tâm trạng mẹ người vẫn giữ phần hương khối trong từ đường họ phan. Mẹ muốn làm theo tâm nguyện của cha là giữ gìn nếp nhà cổ này, khuôn viên ngôi vườn và nền nếp gia phong dòng họ. Mẹ muốn bằng công việc giáo dục con cái. Mẹ nấu cổ thì khỏi phải bàn. Về làm dâu cả họ phan, mẹ luôn được ghi nhận là người khéo tay nấu nướng nhất. Có việc cổ bàn thì không thể thiếu mẹ. Ngắm ngí bình thủy tiên, mẹ dọn dẹp cốc chén sơ ý thế nào làm đổ bình thủy tiên chiếc bình trong vỡ toan mẹ quầy quả ra chợ mua chiếc bình thủy tinh khác thay vào hai nụ hoa bị gãy mẹ lo hoa vì thế mà không nở kịp xuân lòng thấp thỏm lo em dâu thủy tiên dù không nói ra nhưng đủ biết rất buồn mặt xịu xuống tưởng mẹ chồng ghét nên vợ lấy chuyện sơ ý làm đổ thật ra là muốn bỏ hoa đi thủy tiên nói với chồng mẹ không thích thì bảo em mang về việc gì phải đập chứ em thứ phân mua không mẹ không có ý đó đâu rõ là vậy mà từ ngày em về làm dâu lúc nào mẹ cũng có định kiến với em à không với cả vợ chồng mình em nói có đúng không thôi đi đào quốc năm nay ý chừng đắt đỏ mẹ bảo tôi đánh cây quốc năm trước trồng lại ở góc vườn cũng vàng được quả sắm thêm cành đào đặt ở nhà từ đường tôi tuân lệnh mẹ ngoài ra cũng sắm cây đào đặt ở nhà tôi cậu thứ không sắm sanh gì mẹ nhắc anh nó mua đào rồi còn tính thế nào đi chứ chúng ta cũng phải dân hoa tổ tiên dân hương thơm tho cho ngôi nhà để được ban phúc nghe câu ấy thủy tiên như bị chạm nọc tại vợ chồng con nghèo không sắm được như anh cả cái gì mẹ cũng bảo phải học tập anh cả chồng nó thêm vào thực tế thì chúng con có đón xuân ở nhà đâu mong hai là vợ chồng con gửi cháu bên bà ngoại và lên đường mỗi người có một cách chứ cậu út chen ngang làm sao vui là được con đồng ý sắm sửa ít thôi tết con chỉ muốn ngủ thôi vậy là chỉ có vợ chồng tôi và ba đứa cháu ủng hộ việc làm của mẹ tôi thấy nét mặt mẹ hơi buồn hỏi thì mẹ cười gượng mẹ được em hân bên nhà hàng xóm động viên hân nết na thích cậu út ý chừng mẹ muốn hân cưới cậu út lắm lắm luôn ngày cuối cùng của năm hân sang chơi với mẹ giúp mẹ chuẩn bị bữa tất niên cậu út thấy hân giúp mẹ nên vui trở ra nhặt rau gọt khoai cùng vợ chồng cậu thứ xin phép sang bên ngoại chiều tối mới về mẹ bảo tôi mình cứ làm cổ chiều tối vợ chồng nó với thằng bột về thì ăn tất niên ngay từ sáng sớm mẹ dậy đãi gạo nếp, đồ xôi và nấu đổ xanh cố bánh trưng. Tôi ra chợ chọn mua những thứ tươi ngon nhất. Việc ngâm măng bóng được làm từ hôm trước. Làm sao nấu đủ bát canh măng, bóng, bát tôm bao. Cũng không thể thiếu các đĩa gồm giò thủ, thịt bò cuốn, chân giò bỏ xương và bao giờ cũng có nồi cá kho. Bát đĩa đựng thức ăn khá nhỏ, đủ để đựng một phần tư con gà, sáu miếng chả quế, sáu miếng giò lụa có đĩa chỉ to bằng chiếc đĩa trong khai trà mâm cổ tất niên đa màu sắc nhưng không lòe loẹt mọi việc xong xuôi vào cuối chiều chúng tôi sửa soạn mâm cúng gia tiên lúc ấy vợ chồng thủy tiên cũng về mẹ mời hân ở lại dùng cơm tất niên cậu út đùa em ấy được mẹ cưng không ở lại mới lạ cậu út lính quính, có thể chê nhiều thứ và nhiều cô gái khác nhưng đặc biệt thích hân khi cả nhà ngồi vào mâm thì thiếu thủy tiên. Em dâu lý cớ mệt và đau đầu không ăn. Mẹ bảo cậu thứ lên nhà gọi vợ xuống. Hai lần mới kéo được vợ. Nhưng rõ ràng mặt thủy tiên khá nặng nề. Tôi bảo Thiếm cùng ăn cho cả nhà vui vẻ, bỏ công mẹ vất vả chuẩn bị, tất thải điều vị gia đình chúng ta. Thủy Tiên gượng gạo ăn, nhưng khá ít, rồi xin phép về phòng. Tôi cố gợi chuyện để cả nhà ăn vui, đặc biệt có hân nên mẹ mãn nguyện bữa cơm nói rất nhiều về hoa hân là con nhà trồng hoa khi cậu út đi học nước ngoài thì hân cũng học đại học nay đang học năm cuối lúc cơm xong mẹ nói nhỏ với tôi con hân nết na nấu nướng giỏi nó sẽ là đứa chịu chồng sáng mồng một tết anh em chúng tôi tề tụ chúc mẹ mạnh khỏe các cháu được mẹ lì xì điều đặc biệt là trên bàn một bình thủy tiên kêu sa bung nở. Nhìn, thấy rất giống bình em dâu đã mua. Thủy tiên hỏi, mẹ kiếm đâu thế ạ? À? Mẹ nói, à, vẫn là bình hôm trước thôi, nhưng đến kỳ, thời khắc thì hoa nở. Cả nhà nhìn mẹ cười vui, mẹ đã nhờ hân thay bình thủy tiên ấy và nói với mọi người đó vẫn là bình thủy tiên mua tặng. Từ hôm trước đến hôm sau, hoa đã nở một cách thần kỳ. Thủy Tiên vẫn tin điều đó dù biết nguyên do sự gượng gạo ba biến đâu hết còn hoa trắng ngụy vàng cứ trộn sắc vào xuân Thủy Tiên thư với mẹ năm nay chúng con khoảng đi xa chúng con ở nhà với gia đình với mẹ mẹ cười, con nhận ra điều đó mẹ rất mừng lòng sau này tôi biết chuyện lúc chuẩn bị thợ khắc giao thừa Thủy Tiên đã nói với chồng em đã nghĩ nhiều vợ chồng mình có cái gì đó sai sai. Mấy tổ ấm nhỏ được vui vẻ như vậy là nhờ công mẹ. Chúng ta đừng làm mẹ buồn nữa, anh nhỉ. Câu chuyện thứ tư Ngôn tình cho nhau Quen nhau từ cái thời đại học trẻ trâu, sau này số phận rung rủ thế nào lại thành đồng nghiệp. Còn lạ lắm gì mà phải dối gạt diễn sâu kiểu ấy nhỉ? Những câu chuyện tưởng chỉ có trong phim hàng rằng anh ấy cao thượng nên quyết định cắt đứt tránh cho người yêu phải khổ sở dằn vặt khó xử về sau trầm coi nhiều rồi từng là fan hâm mộ của những ngôn tình sến sẫm trong sách vở lẫn trên màn ảnh trầm bao lần hỉ hả nói nhảm thật có thì nó có ung thư thì bảo ung thư việc gì phải bài vẽ đủ thứ cho hiểu lầm sức mướt thêm khổ đời về trời hay là như thế mới là phim là truyện để cho người ta phải đổ nước mắt ra vì xa xót Ấy thế nên trầm cứ khó hiểu, vì cái nguyên cớ gì mà vĩnh nặng nạt bảo, ta chẳng nên bồ bịch làm người yêu nữa, đường ai nấy đi cho đánh nợ thôi nào. Cuối cùng, vĩnh dường như không kiềm chế nổi cũng lật bài, toàn những quân cờ vô lý, chia tay vì anh mang trong người nhiều thứ ốm đau không thể cứu vãn ư. Song thị là căn bệnh năng y à, không có thuốc chữa thật sao? vớ vẩn, vớ vẩn hết sức. Trầm tuyên bố trên Facebook là cho Vĩnh ba cơ hội để rút lại lời chia tay. Bạn bè xung quanh súng lại bàn tán, đoán già đoán non về chuyện tình của đôi trẻ. Cẩn thận nhé, có khi người thứ ba đang lãng vãng đâu đó mà Trầm không biết. Tội nghiệp, đàn bà con gái thường là lỗ lã trong chuyện tình cảm. Nghe đâu, tài vĩnh này sắp được cơ cấu lên quản lý cấp trung của công ty vào đổi bạn sang đổi vợ sắp cưới là đây chứ đâu nữa cũng có khi sống thử lâu rồi nên chán kiếm bài chùn kiếm em khác ngon hơn không chừng mặc kệ thiên hạ tha hồ nêu tình huống vĩnh vẫn im lặng khiến cho trầm tức chết bởi cứ tưởng anh sẽ cười xòa mà nói anh vẫn chơi đấy mà lâu lâu anh điên lên em biết rồi đó nhưng lần này thì trầm lầm từ sau cái câu cắt đứt mà đàn ông ít khi nào thẳng thường phan ra đó vĩnh tránh mặt trầm rõ rệt tới mức không cần gì phải lăn tăng bạn cãi đám bạn thân chung công ty từng ăn dự án ngủ dự án khi vui khi buồn cũng vì dự án cùng nhau ấy cũng khó mà tìm được vĩnh anh dường như đã lãng mất tâm khỏi cái thành phố này sau khi lấy hết phép năm để nghỉ biền biệt không cần hưởng lương lẫn quan tâm tới hai chữ sự nghiệp vậy nếu đã thế thì thôi, coi như duyên mình chỉ đến đây. Trầm không tự ái, không bất ngờ thật đấy. Hay là Vĩnh có dự tính gì khác nữa? Chưa kịp đi tìm, thì Vĩnh đã điềm nhiên xuất hiện, cười với Trầm như chưa hề có cuộc chi ly. Rằng yên tâm, rồi sẽ ổn cả thôi mà Trầm. Ngơ ngác biết là có chuyện thật rồi. Nhớ hôm, các công ty cùng đi ăn. Mọi người ngạc nhiên khi thấy miệng Vĩnh méo sệt Vĩnh nở nụ cười không được tròn trị gì và bảo Gần đây sao tớ nhìn cái gì cũng thấy một thành hai, thảm thiệt. Vài tiếng hú lên phụ họa rằng mày sướng nhất rồi Vĩnh ơi, có một em mà nhìn thành hai em còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng lại có vẻ ánh mắt thẳng thốt của người hiểu biết trải đời. Ai có chút kiến thức rành rẽ về y học thì hiểu, đấy cũng là dấu hiệu xa gần của một khối u, lành hay ác là chuyện khác thời buổi gì mà nay đọc báo mạng lại gặp trường hợp người này chết trẻ vì bạo bệnh. Mai chơi mạng xã hội lại thấy người kia phải sớm từ bỏ mọi thứ vì nan y. Giàu hay nổi tiếng cũng không thoát khỏi lưỡi hái ác nghiệt của tử thần. Bao nhiêu tiếc thương, cầu trúc của thiên hạ cũng không thể nắm níu ai đó khỏi cái phòng lẫn quẩn của kiếp người ngắn ngủi bé mọn. Vậy mà, người ta còn cứ suốt ngày cắn đắng gây sự hơn thua với nhau như vĩnh đối với trầm thì mới chịu được hay sao đó là những suy nghĩ quẩn quanh của trầm khi hiểu ra vĩnh nhiễm ngôn tình nặng lắm rồi mà đặt thể hiện quá sức cần thiết ai từng đi qua thương nhớ mà bỏ được nhau đâu câu phần hòa ấy trầm chưa kịp thốt lên đã thấy chính miệng mình hề hà người ác sống lâu vĩnh lo gì trầm là bào thêm mấy câu vô nghĩa như đang tự trấn an khi vĩnh vừa leo lên xe cho cô trở về vòng tay ôm ngăn eo trầm rất chặt, thì thầm. Bụng em lúc này tự nhỏ lại rồi đấy, đâu cần phải tập thể dục như lúc trước. Mai nhờ anh ốm, em vất vả nên tự giảm cân đúng không nào? Trầm tức chết, thản nhiên trả treo. Ờ, thì mai lắm, mai lắm. Khoảnh khắc Trầm đi lấy xe quay ra, đã thấy Vĩnh đang ôm nón bảo hiểm ngồi chờ. Vẻ bình an tự tại nhất có thể. Trầm lặng người trước hình ảnh Vĩnh đang ngông ngóng hôm ấy, mới ngày nào Vĩnh còn là bờ vai vững chãi để bạn gái dựa vào mà nay đã đổi ngược lại rồi. Trầm thầm hiểu mình nhất định không được yếu đuối hoặc tỏ ra yếu đuối vào lúc này. Cảnh ngược xuôi cùng nhau ấy, Trầm còn trải cùng Vĩnh thêm nhiều đợt nữa, ra vào tái khám, tư vấn hóa trị, dông dài về tương lai như không khi chờ đến lượt mình thậm chí vẫn còn tiếu táo trêu đùa động viên vài người quen đồng bệnh ở đó. Lúc về thì hai đứa luôn ghé ăn ốc ở cái quán vỉa hè mà cứ chịu muộn buông xuống là đèn đường bật lên thứ ánh sáng màu vàng. Trầm gọi là quán ấm áp, vẫn nhường cho Trầm con sò điệp nướng phô mai cuối cùng trên đĩa, chứ không giả vờ xỉ xỉ vào tay cô như trước giờ vẫn vậy. Trầm ăn miếng đó, thấy thơm ngon lạ lùng, đến nỗi cứ thấy nghẹn nghẹn, nuốt vào khó nhọc vô cùng. Từ bao giờ, Vĩnh với Trầm cư xử với nhau bớt giao bú hẳn đi, mà nhẹ nhàng dịu dàng đến bàn hoàng như thế này. Lại cách ngày là qua nhà nhau ăn cơm cùng với ba mẹ hai bên. Cảnh này thật vốn xưa nay hiếm. Vĩnh tính tham công tiếc việc luôn về trễ. Trầm thì còn đang mãi miết luyện thêm mấy cái chứng chỉ nghề quốc tế để đợi cơ hội thăng tiến những dịp thông thả gấp cho nhau miếng rau luộc chấm kho quẹt hay con cá khô một nắng chiên giòn ở ngay trong căn bếp nhà mình là chuyện không tưởng. Đôi khi trong những bữa cơm đơn sơ và đông đủ ấy, trầm giả vợ đi vệ sinh để chui vào căn phòng nhỏ riêng tư kia, soi mình trong chiếc gương bé bé trên tường, tự dặn bản thân với can đảm, mạnh mẽ lên, trầm ơi đừng khóc. Cuộc sống đang im ả thế này, chậm rãi thế này, nâng niu thế này, nếu bây giờ chỉ cần trầm buông thôi là nỗi tuyệt vọng sẽ bật ra, lây lan như đại dịch, hỏng biết hết. Cuối năm nay, tụi em cưới nha chị. Chị trưởng phòng của Trầm liếc nhanh qua cái thiệp cưới được thiết kế đơn giản, rồi đăm đăm nhìn vào mắt cô dâu tương lai. Thời gian chẳng chờ đợi ai, nhất là bây giờ. Em nghĩ kỹ chưa? Có thật sự cần thiết không? Thằng Vĩnh nó muốn như vậy sao? Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận. Câu cuối này, kẻ đồng nghiệp ngớ ngẩn, bợp chợp lỡ lời, đưa ta lên miệng bịch không kịp. Trầm không trách, cũng chẳng muốn phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đơn giản là trầm hạnh phúc và mãn nguyện khi được sánh vai cùng vĩnh trong giai đoạn chắc là khó khăn nhất của đời người này. Đơn giản thế thôi, thiên hạ à. Tại sao lại phải so đo hay băn khoăn nhiều đến thế? Là mai này sẽ ra sao nhỉ? Cứ sống đi đời trầm còn sợ lỗ lã được mất gì thêm đâu trầm đặt một cặp vé tàu đi du lịch ở miền biển gần thôi ba ngày hai đêm trăng mật chừng đó cũng đủ để phỉnh vỡ mật ra rồi đó là khi phỉnh thắc mắc sao đi ngắn thế liệu có đủ để em cảm thấy hài lòng hay không hở trầm họ đấm vào vai nhau thầm thụp đến nỗi dường như đôi bên cùng trào cả nước mắt ra vì vui sướng bạn bè được Vĩnh và trầm rủ rơi đi chơi cùng chuyến luôn cho nó hoành tráng. Ai nấy đều cố giấu đi nỗi ái ngại cùng câu hỏi liệu có kịp vào trong nỗi cảm thông ân cần. Ừ, để tụi này chung xuồng với cặp tình nhân mới cưới nhé, cho vui và sơm tổ nhé. Hẹn hò mãi mà ta đã kịp lần nào quẩy tới bến cùng nhau đâu. Tại sao phải miệt mài rồi kêu lên hai tiếng bận rộn mãi, rồi cuối cùng thì vĩnh đi khi trầm chưa kịp mặc chiếc áo cưới có mấy cái hoa nhỏ li ti trang trí trên thân váy. vài hôm trước ngày đó vĩnh còn ngồi sau xe của trầm dụ đầu vào tấm lưng mỏng manh của cô thì thầm một cách khách sáo rằng cảm ơn trầm em vất vả quá nếu như có kiếp sau trầm nổi điên lạc giọng hét ngược lại phía sau rằng anh khùng quá rồi vĩnh ơi vĩnh à trầm bước ra khỏi toa xe lửa đứng trên hành lang tàu nhìn xuống cảnh vật bên dưới này biển sóng dập dần này cây cối xanh tươi này bình minh phía xa đầy rực rỡ tàu buổi sớm chậm chậm ngang qua một tỉnh ven biển nửa miền trung nửa nam bộ đây mà ôi bầy cừu đang ngơ ngác trên đồng cỏ kìa lũ cừu thật với đám lông thần thánh dày dặn hẳn là mềm và mượt lắm ấm rực trong bàn tay ve vuốt là trầm nghĩ vậy thôi chứ cô không xuống ga ở đó để có thể tận tay chạm vào hiện vật hành trình phía trước vẫn còn dài dù không có vĩnh song hành thì trầm vẫn muốn thực hiện chuyến nghỉ mát của hai người trầm miên mang nghĩ về vĩnh về tình yêu về những dự định xa gần trước kia mãi mây bận biệu cả hai chưa từng thực hiện trời hừng sáng rồi ngày mới bắt đầu cuộc đời dù muộn phiền thế nào thì mọi thứ trong ánh nắng tờ mờ đăng lên kia vẫn đẹp đẽ kỳ ảo quá nên hẳn vẫn sẽ rất vui khi biết lòng trầm bình yên đi mà câu chuyện thứ năm sông trôi về đâu khi đó vợ chồng còn đang cơm lành canh ngọt chính xác hơn là trà còn dành nhiều năng lượng và thiện ý cho mối quan hệ hôn nhân thổi đó chồng trà ít khi cản vợ việc gì nhưng anh cũng chẳng ủng hộ. Anh cứ lờ nhờ mà sống. Sáng xách cái cặp tới một cơ quan cấp sở, ăn phận làm anh công chức, chiều cùng đồng nghiệp uống khá nhiều chai bia ở hàng quán, rồi về. Hôm vui thì lăn ra ngủ, bữa buồn thì tâm sự với vợ, rằng số tôi đổ vỏ nên đời mới tàn mạc thê thảm như này. Đúng là định mệnh mà. Mấy lúc đó, thường trà chỉ im lặng, đi pha ly nước chanh nóng thật chua hoặc khuấy miếng bột sắn dây cho chồng giả rượu. Chồng hôm vui thì vừa uống vừa nhìn vợ trừng trừng. Bữa buồn thì hất đổ cả ly nước. Mảnh chai tung tóe ra cả nhà. Trà vốn sợ các vật sắc nhọn ấy. Trà sợ máu, sợ cả những âm thanh kim loại va vào nhau rần rợn. Những lần đầu đối mặt với tâm tư của chồng, lòng trà dậy sóng. Hóa ra chồng chưa từng bước qua, chưa từng tha thứ, chưa từng quên đi như lời chồng đã thề thúc hứa hẹn kiểu như ai chẳng có quá khứ quan trọng là hiện tại mình thật lòng sống với nhau anh sẽ không để em phải thất vọng đâu sao không thử một lần đặt niềm tin ở anh cơ chứ anh có gì không bằng thằng đó đâu hở trà đăng là trai nhà giàu xưa gia đình anh là chủ cái tiệm vàng to nhất thị xã khách mua bán ra vô nườm nượp đăng hát hay đàn giỏi vẻ đẹp nét tài hoa thể hiện ở dáng người cao to lãng tử cùng mái tóc bồng bềnh như sóng đăng và trà yêu nhau vào năm cuối bậc phổ thông mối tình thơ dạy mà đầy mê đắm trà nhớ những lần ngồi sau lưng đăng để đi vườn ổi vườn táo vườn nhãn chơi cùng nhau hái trái bỏ vào trong nón lá kèm theo cành nhánh lẫn lộn với lá trà vô cùng yêu những khoảnh khắc êm đềm hạnh phúc đó thời ấy thị xã còn vắng lắm xe đạp là chủ yếu thi thoảng có chiếc xe máy chạy ngang qua, còn ô tô thì họa hoàng mới thấy. Trà nếp vào lưng đăng, lắng nghe mùi mồ hôi của chàng thanh niên 19 đang nguồn từng vòng xe ngược gió. Vài áo đăng phòng lên thương thương là. Cuộc sống quả là không có gì nói trước được. Chỉ sau một đêm, cái tin nhà đăng vỡ nợ lan khắp thị xã. Mọi người xì xầm, cười cợt, bàn hoàng trước việc gia đình anh đã dắt díu nhau trốn khỏi thị xã. Ngay cả một lần gặp sau cuối cùng cũng là không có. Ngày ấy, rời ra là biền biệt xa khuất, mất liên lạc hẳn, là chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, là vô phương tuyệt vọng. Trà cũng gắn gượng xong lớp 12, tạm biệt thị xã, đi xa học. Đời bể dâu nên anh đã biệt quê nhà. Câu hát xót xa đầy văn hoa mờ mệt ấy đúng đến khó ngờ khi trà gật đầu lên xe hoa cùng với người đàn ông đã bấy lâu vẫn đeo đẳng thì mới nhận ra hình ảnh đăng vẫn chưa kịp phai nhòa nhưng trà đã quyết định cất quá khứ vào một ngăn nhỏ khóa lại chìa khóa trà thả xuống dòng sông gành mùa nước lên cao đục ngầu sai lầm có lẽ bắt đầu từ sự thật thà và chân thành của trà khi quyết định gắn đời mình với chồng trà đã nghĩ rằng hãy mở lòng ra đừng giấu giếm che đậy không thể bắt đầu một hành trình dài bằng sự lừa dối rằng trà đã từng một lần yêu người con trai tên đăng ấy nhiều năm nay bỏ xứ tha hương đâu đó hẳn họ quên trà lâu rồi quên những sớm mai ở bến đò ngập ngời tà áo trắng trà ngông ngóng mong một dáng người quen thuộc quên cô gái nhỏ đã giả từ thợ thiếu nữ trong một đêm cuối tháng không trăng trời vằn vặt đầy sao và đơm đớm nhiều đến nỗi tưởng như có thể soi được giọt nước mắt trà long lanh lúc ấy. Trà khóc không hề vì tiếc nuối hay ân hận. Ngay cả khi hạnh phúc không mỉm cười với cuộc sống lứa đôi của mình, trà cũng chẳng hối hận vì đã thẳng thắn với chồng từ đầu. Trà lắng lặng chịu đựng sự ghen tuông hàng học ấy. Có khi giữa cuộc ái ân vợ chồng, người đàn ông nghiến vào da thịt trà phải dấu răng hoặc cái móng tay, đau điếng hơn cả sự cai cú thù hằn. Con gái trại chào đời vào một ngày ít gió. Con sông trước nhà chỉ gỡ lăng tăng thôi, nhưng sống từ đâu đó vẫn cuồn cuộn từng lớp ở cái nơi được gọi là tổ ấm của trà. Lý do thì không khó để hiểu. Sau mười mấy năm phiêu bạc, Đăng đã quay về xứ, là một anh Việt kiều có cũ ăn của đẩy, phong độ bảnh bao, so với vẻ công chức nhà nước vẫn không che đậy được cái gốc nông dân bùng lầy ván phèn của chồng trà. Mà lúc đó, cảnh nhà trà vẫn còn chạy ăn từng bữa, con khát sữa, trà cũng đành rơi nước mắt bất lực, cố ăn thêm chén cơm với món mặn, uống từng ly nước lã, những mong sữa về. Nỗi thống khổ thiếu thốn hằng sâu trong đôi mắt bất ngủ mệt mỏi của trà. Đàn bà xứ này khổ quá, lý chồng càng thêm khổ. Đàn ông chúng này gia trưởng độc đoán tự cho mình cái quyền làm chủ gia đình, chuyện gì cũng muốn tự ra oai quyết định. Còn đó non của vợ con, mặc kệ, chỉ muốn phung vinh thể hiện sự tương tức ảo tưởng ra ngoài. Khi bé thỏ thò nôi, cũng là lúc trà quyết định rời khỏi cái căn phòng bé tí mà đầy ấp sự ganh tị hơn thua kia bung ra ngoài. Làm gì cũng được, trà quyết không để đói nghèo đeo đẳng mãi. Trà cực nhọc từ tấm bé rồi, Trà không thể để con mình lớn lên trong cảnh thiếu hụt nữa. Trà gom góp mọi thứ rồi đi buôn. Mua khô cá, tôm khô, ba khí muối, dư bồn bồn, cớm dẹp bánh phòng, đặc sản địa phương rồi ra bán trên mạng. Những buổi trưa đi giao hàng, ra nhà xe gửi hàng ngập trong chan chan khối bụi. Trà khó khăn giữ thăng bằng, cho thùng hàng được ràng buộc phía sau, lẫn túi lớn túi nhỏ treo đầy ở cổ xe phía trước tay chân đàn bà yếu ớt cố gánh gọng lên giữa nắng gió ai đó từng khuyên rằng ngay cả khi đi đổ rác bạn cũng nhất định phải đẹp phải thơm hãy đánh phấn hồng tô son môi và xức nước hoa thơm nứt là đàn bà bạn đừng quên ăn diện bởi biết đâu và lúc bạn lòe xòe lo thôi nhất bạn sẽ gặp lại người yêu cũ thì sao nhỉ trà là minh chứng rõ nhất cho cái chân lý buồn cười ấy Đăng bắt gặp trà, đang quần tay rộng thùng thình, áo sống cũ kỹ nhào nhĩ, đang chở theo một lú khô cá chạy nhơ nhơ trên đường. Hỏi rằng, phải trà đấy không em? Người đàn bà trong ký ức của Đăng cười như méo, cố lạng tránh ánh mắt đâm đâm vì xót xa ấy. Tự trách mình sao không biết thực hành theo những gì đẹp đẽ thiên hà đã đúc kết và chia sẻ trên mạng cơ chứ. Khi ấy, trà đã ly hôn chồng sau khi kịp sinh thêm đứa con thứ hai bị tự kỷ. Căn bệnh thờ thượng ấy vì đâu ám vào đời mẹ con trà thì chẳng rõ. Lẽ nào vì trà đã quá buồn lo trong lúc mang bầu, ngang qua suốt thai kỵ bằng sự buồn tuổi uất ức chăng? Hay bởi nói chào đời trong sự ghẻ lạnh và chối bỏ của người cha sinh học đang lòng lộn tuyên bố? Biết có phải con tôi không mà tôi phải quan tâm? Chồng trà nghe miệng đời đồn đoán tới tai rằng con trai chủ tiệm vàng năm xưa giờ giàu có thành đạt vẫn chưa cưới vợ sinh con chẳng phải là vì quá nặng lòng với mối tình thanh mai trúc mã đó ư huống gì chồng trà nay chính xác đã là chồng cũ vẫn chưa từng bước qua được cảm giác bị lỗ lã thiệt thòi khi rước về cô vợ chẳng thể dành lần đầu vẹn nguyên cho mình không chủ đích nhưng cái câu tình cũ không rượu cũng tới vẫn vận vào đời trà đăng đôi lần tới lui thăm nom mấy mẹ con trà cám cảnh một nách hai con của người đàn bà lam lũ người cũ phân tích lạnh lùng rằng hay là đưa con cho ba nó nuôi một mình trà sao có thể gồng mình với hai đứa trẻ cơ chứ chưa kể một đứa còn chẳng ra cái hồn người cứ ngoặt ngoẹo ru rú hoặc gào thét tối ngày như vậy hãy thu xếp lại rồi thì đang dịu dàng toan tính như thế trà lẽ ra phải vui mừng trước viễn cảnh xuân vậy nhưng chẳng hiểu sao lòng chỉ toàn nghi ngại trà nhìn thấy ý tứ sợ hãi việc phải chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm với mình trà chua chát cười hóa ra họ giờ vẫn chỉ nhìn thấy mỗi mình trà nên chẳng hiểu trà không còn có thể đơn độc sống cho riêng bản thân nữa rồi trà đã thêm những ràng buộc với hai sinh linh bé bỏng kia bản năng làm mẹ của trà lớn lắm Trà sao có thể bỏ con? Trà quần quật lao động, nơi nào có thể kiếm được tiền, trà đều lăn xả vào đấy, chẳng nề hà sang hèn, tay chân hay trí óc. Đôi khi trà còn tự thấy nể mình, sao không hề có khái niệm việc của đàn ông gì cả. Cuối cùng, trà đã vượt qua cái giai đoạn tưởng đâu gục ngã ấy. Mọi thứ đều ổn dần, cái dầm nước thiên nhiên này đã cứu trà. Trà nuôi cá, nuôi tôm, thả cua giống rồi thu hoạch phơi khô ngay trên bờ cỏ dọc ngang những cái ràng tre sạch sẽ thời của đồ ăn độc địa nhan nhản nên những món thuần tự nhiên của trà bỗng được ưa chuộng các dự án mở đường xây dựng này nọ đã khiến cho căn nhà của trà đang ở trở nên có giá trà làm việc như điên trà lao vào tất cả những bận biệu để ngu quên nhưng vẫn có những khoảnh khắc yếu đuối ở đâu tự tìm đến trà sôi mình trong gương cơ thể đàn bà đương tuổi chín mùi đầy khao khát bé thỏ sắp thành thiếu nữ con trai trà đã có lớp có trường nhận dạy dỗ trà có quyền được hạnh phúc không ai trả lời cho trà câu hỏi khó đó chỉ có gió sông vẫn miệt mài thoải mái y như cảnh ba người trong cuộc vẫn chưa ai đi tiếp trên con đường tình ái cả đang nhiều lần tỏ ra hối tiếc vì sự chối từ của mình lúc ấy anh cẩn trọng giữ liên lạc với trà dè dặt hơn trân quý hơn nhưng cũng vì thế mà trà càng cảm thấy tất cả đã xa lắm rồi không gì có thể níu giữ lại được chồng cũ của trà tiếp tục ơ hờ mà sống khi nhận ra trà cũng chẳng có ý định với ai thì siêng tới thăm con hơn chịu khó đỡ đần trà mỗi khi có việc trà bỗng dưng thành người đàn bà sáng giá khi được săn đón bởi cả hai người xưa thật là bạn bè người thân hỏi han nhắc trà yêu đi đừng lãng phí nữa thanh xuân nhanh lắm vùng vụt lắm trà lại đang quá mặn mà và quyến rũ căng đầy trải nghiệm trà nghe xong chỉ khẽ cười con sông gành vẫn muôn đời chia thành đôi ngã ngập ngờ thứ ánh sáng lấp lánh chứ chẳng còn thăm thẳm tối nữa những ngôi nhà tỏa rạng đèn vàng ấm áp trong đêm chỉ riêng trà bao lần ngang qua sông gành quen thuộc là cứ tận ngần tự hỏi mình vẫn đang chờ mong gì ở mùa nước năm nào.